Từ năm 1942 trở đi, Bác mới chính thức lấy tên là Hồ Chí Minh. Và Bác ký tên trong di chúc cũng là Hồ Chí Minh. Còn năm 1920, Bác sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, tức là Bác đã đứng ở bước ngoặt là trở thành một người cộng sản. Cho nên các đồng chí nhớ cho một chi tiết này nhé. Những đồng chí nào đi thi kể chuyện về Bác Hồ hay báo cáo viên ấy, nhiều khi không để ý này. Người ta hỏi là Bác Hồ có bao nhiêu tuổi đảng? Cho nên khi Bác mất, ta cứ nghĩ rằng là Bác sáng lập ra đảng ta năm 30, đến lúc Bác mất là năm 69 là 39 tuổi của đảng ta, thì cũng là 39 tuổi đảng của Bác. Thế đó là không đúng rồi. Bác là người cộng sản từ năm 1920 cơ mà. Bác là lãnh tụ đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp cơ mà. Cho nên khi Bác từ giã cuộc đời vĩnh biệt chúng ta, Bác là một đảng viên cộng sản gần nửa thế kỷ tuổi đảng, 49 tuổi đảng. Đấy. Những cái chi tiết đó đấy, chúng ta cũng cần phải nắm vững. Đấy. Nhất nhất là các đồng chí nào làm công tác giáo dục, vì đảng ta chủ trương dạy về Bác Hồ từ mầm non mẫu giáo đến tận đại học và trên đại học rồi, thì chúng ta càng phải chú trọng cái tính chính xác hóa các cái tư liệu nghiên cứu của chúng ta, nhất là những cái điều liên quan đến sự kiện cuộc đời Bác nhé. Năm 2020 sắp tới, khi mà các đồng chí triển khai rộng rãi cái chủ đề này, thì nó còn có một sự kiện nữa. Bác của chúng ta tròn 130 tuổi. Năm nay là 129 năm tuổi của Bác. Sang năm là 130 năm ngày sinh của Bác. Và cũng là 45 năm giải phóng miền Nam. Những cái sự kiện đó là cơ hội rất tốt lành để cho chúng ta truyền bá tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với cái chủ đề của năm nay. Thì tôi xin nói vắn tắt một đôi điều như vậy thôi về tầm quan trọng, ý nghĩa của cái chuyên đề này. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chính yếu của chuyên đề. Tài liệu các đồng chí có trong tay đó là chia thành hai phần lớn. Phần thứ nhất là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phần thứ hai là phần nói về vận dụng tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu mới hiện nay. Hai phần đó trong một cái cuốn sách đã được in, đã cung cấp cho các đồng chí đọc, đọc và nắm vững cái logic của từng phần để khi trình bày cho nó rành mạch và sáng tỏ. Tôi không nhắc lại tài liệu này vì như vậy là một điều vô nghĩa, các đồng chí hoàn toàn có thể tự nghiên cứu được. Tôi xin trao đổi những điểm nhấn cần thiết thôi, nhất là vấn đề phương pháp. Cho nên điểm đầu tiên tôi muốn nói với các đồng chí đấy là chúng ta lựa chọn hai tiền đề để nghiên cứu và phương pháp tiếp cận hệ thống trong việc tìm hiểu thấu đáo cái chủ đề năm nay. Hai tiền đề để nghiên cứu của chúng ta là thế này. Thứ nhất là chúng ta phải coi tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất, trọn vẹn và toàn vẹn. Trong tư tưởng có cả tư tưởng đạo đức và có cả thực tiễn đạo đức. Tư tưởng cùng với đạo đức kết tinh thành phong cách Hồ Chí Minh. Cho nên nói phong cách Hồ Chí Minh, từ phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo quản lý, phong cách đến với nhân dân ở cơ sở, thì tất hay là phong cách ứng xử của Bác với bạn bè trong nước với quốc tế đấy, rất tinh tế và chân thành. Thì cái điểm phong cách ấy đấy, nó đã hội tụ cả tư tưởng lẫn đạo đức rồi. Phong cách chính là con người. Đây là một cái triết lý mà viện sĩ Hàn Lâm Pháp từ thế kỷ thứ 18 là Bích Phong đã đưa ra. Hay là khi mà nghiên cứu nhật ký trong tù từ bản gốc chữ Hán ấy, đại thi hào Quách Mạc Nhược của Trung Quốc phải thốt lên là người làm sao thì thơ làm vậy. Văn học là nhân học mà. Phong cách của Bác chính là tư tưởng đạo đức, là cả con người và cuộc đời của Bác. Cho nên bất cứ ở đâu, khi trình bày bất cứ vấn đề gì về Bác đấy, chúng ta cùng nhau thống nhất ở một cái nhận thức nhé. Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là một chỉnh thể thống nhất. Thế còn tách ra thành từng bộ phận là tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết như thế nào, xây dựng đảng như thế nào, đạo đức thể hiện ở đâu, phong cách như thế nào đấy,
Đấy là tách ra để nghiên cứu từng điểm cho nó rõ và cụ thể. Nhưng lại phải trở về tính tổng hợp, tức là một chỉnh thể thống nhất, để tránh tình trạng trùng lặp rườm rà và nó giàn trải. Cái này rất dễ mắc các đồng chí. Chứ rất mong các đồng chí là chúng ta nâng cao cái nhận thức về Bác đấy. Tư tưởng đạo đức phong cách là một chỉnh thể thống nhất. Trong tư tưởng có tư tưởng đạo đức, tức là lý thuyết, nhưng mà có cả đạo đức thực tiễn của Hồ Chí Minh. Và tư tưởng cùng với đạo đức nó kết thành phong cách, là cái giá trị đặc sắc nhất của chủ thể. Tức là Bác là một cá thể, một chủ thể sinh động. Bác có phong cách riêng của Bác. Phong cách là con người mà, là không lẫn với một cá thể khác, là cái nét riêng độc đáo sâu sắc, dấu ấn chỉ có ở người đó. Mà chỗ này Bác rất là đặc sắc. Bởi vì Bác không chỉ là một nhà tư tưởng, Bác còn là một nhà thơ, một nhà văn, tâm hồn lộng gió thời đại, như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết. Bác còn là một nhà báo lỗi lạc chứ. Bác để lại cho đời di sản báo chí vĩ đại, hơn 2.000 bài báo, cả trong nước và cả đăng ở quốc tế nữa. Chỉ riêng đăng ở quốc tế thôi, Bác đã dùng biết bao nhiêu ngoại ngữ để truyền tải, mà toàn viết cho các cái tạp chí lớn, các báo lớn của các đảng anh em trong thời kỳ kỷ niệm trọng đại nhất là cách mạng tháng 10 Nga và sinh nhật Lenin. Bác còn có phong cách báo chí nữa. Bác còn là một nhà giáo các đồng chí nhé. Đồng chí nào đã từng là dạy học và bây giờ đang dạy học này, hạnh phúc vô cùng đấy các đồng chí. Có một người thầy vĩ đại, một người đồng nghiệp vĩ đại là Bác. Và chúng ta tự hào được làm học trò nhỏ, là đồng nghiệp nhỏ theo sự nghiệp của Bác. Còn nếu nghiên cứu kỹ thời kỳ Bác dạy ở Dục Thanh Phan Thiết một thời gian ngắn trước khi đến bến cảng Nhà Rồng tìm đường cứu nước đấy, thì các đồng chí càng ngạc nhiên chứ. Đến trường Dục Thanh Phan Thiết, người ta chỉ phân công cho Bác dạy mỗi môn thể dục đấy các đồng chí nhé. Mà sau này nói về giáo dục, Bác nói như một nhà giáo dục lỗi lạc vậy, một học giả uyên bác vậy, vì Bác tiếp thu tri thức Đông Tây kim cổ, cả châu Á và châu Âu, cả phương Đông và phương Tây. Đấy, để có một tầm mắt đại dương cơ mà, có một cái trí tuệ uyên bác của thời đại cơ mà. Đấy, thế thì tôi nói cái tiền đề thứ nhất là phải luôn luôn xuất phát từ tính chỉnh thể thống nhất, tư tưởng đạo đức phong cách là một. Và nó biểu hiện ra ở chỗ giản dị mà vĩ đại. Vĩ đại thực sự cho nên giản dị đến mức hồn nhiên và tự nhiên. Và riêng chỗ này đấy, mong các đồng chí phân biệt này, Bác Hồ của chúng ta là giản dị, chứ đừng nghĩ Bác là giản đơn nhé. Giản đơn là hời hợt nông cạn bề ngoài, còn giản dị là đến tột cùng sâu sắc qua trải nghiệm rồi mới giản dị được. Giản dị đến mức không cần phải giải thích, không cần phải định nghĩa cơ. Có một danh ngôn của một nhà tư tưởng lớn của thế giới nói rằng là giản dị là nỗ lực cao nhất của bậc thiên tài. Thì Bác là nằm trong trường hợp này đấy các đồng chí này. Không phải ngẫu nhiên mà trong nước và quốc tế rất nhiều người thừa nhận Bác là bậc thánh đấy các đồng chí. Bậc tiền bối của Bác như cụ Phan Bội Châu cũng phải thốt lên là nếu Nam Đàn có thánh thì chỉ có Nguyễn Ái Quốc mà thôi. Đây là bậc tiền bối của Bác, cha chú của Bác. Cụ Phan là đã dự định đưa Bác sang Nhật đào tạo cơ mà. Bác từ chối đi con đường phương Đông, Bác tự vạch một con đường đi về phương Tây. Và cuối cùng thì thực tiễn chứng minh Bác là đúng. Và cụ Phan thừa nhận như vậy, sau cả một cuộc đời thất bại. Hay là ở Nhật Bản, các đồng chí biết rồi, đồng chí nào đã đến Nhật Bản thì biết cái cố đô Kyoto có cái ngôi chùa nổi tiếng mà trụ trì là một vị đại sư là cụ Onishi. Mà cụ ngưỡng mộ Bác đến mức khi nghe Bác mất đấy, khóc Bác bằng một bài thi điếu rất cảm động. Mà cụ lại công phu từ Nhật Bản sang Paris, sang Pháp, trao cái bài thơ khóc Bác này cho nhà ngoại giao Võ Văn Sung nổi tiếng của chúng ta, đang đàm phán bên đó. Và nhân tiện, cụ giải thích cho các bạn Việt Nam biết một cái điều rất là xúc động. Chữ Hồ Chí Minh của các bạn Việt Nam phiên âm sang tiếng Nhật là thế nào? Thì ta mới sực nhớ ra là Hồ tức là Bồ Tát, Chí Minh tức là chi dân, tri thức của nhân dân. Vị Bồ Tát sống thời hiện đại mà mang trí tuệ anh minh của nhân dân mình. Thế là nước ngoài cũng thừa nhận Bác là bậc thánh.
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô những năm 60 là Khrushchev cũng phải thốt lên là trong phong trào cộng sản quốc tế nếu có thánh thì chỉ có đồng chí Hồ Chí Minh thôi. Và khi Bác mất đấy, lãnh tụ Cuba, người bạn lớn của Việt Nam, đồng chí Fidel đã thốt lên là đồng chí Hồ Chí Minh thuộc về một lớp người đặc biệt mà cái chết lại gieo mầm cho sự sống đời đời bất diệt. Thể xác là hữu hạn. Chúng ta sống cũng là cõi tạm mà trở về cõi vĩnh hằng để gặp tổ tiên mà Bác gọi là gặp chủ nghĩa Mác Lênin, các cụ các Mác Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác là thế đấy, về chốn vĩnh hằng. Thế thì ở đây thể xác là hữu hạn nhưng mà nhân cách, trí tuệ, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh theo cách nhìn của Fidel đấy là mãi mãi, sống mãi mãi, là cái chết mà lại gieo mầm cho sự sống trong các thế hệ sau. Gần đây nhất là Tổng thống Nga Putin sang thăm Việt Nam vào viếng lăng Bác. Ông ghi trong sổ vàng như thế này nhé. Chúng tôi đang đứng trước một bậc thánh nhân của thời đại. Thì rõ ràng là sự tôn vinh Bác như thế đấy là có sở cứ lịch sử để nói về tầm vóc ảnh hưởng vĩ đại của Bác không chỉ trong nước mà còn trên thế giới nhân loại. Ngọn cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc, người bạn lớn của các dân tộc bị áp bức. Đấy là Bác. Thì đấy là tiền đề thứ nhất, tư tưởng, đạo đức, phong cách là một. Để ta nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là thế nào, và xây dựng đảng trong sạch là thế nào, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh là thế nào, và rút ra những cái bài học nhân sinh, những cái bài học có ý nghĩa trong việc vận dụng vào hiện nay. Một cái tiền đề thứ hai nữa, tiền đề này cũng rất quan trọng. Tôi cũng muốn thưa với các đồng chí điều này, nhất là đồng chí nào chuyên về Hồ Chí Minh nhé, trong giảng dạy, trong nghiên cứu, trong tuyên truyền này. Ta có cái bộ phận 05 mà. Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là bộ phận cốt lõi trong di sản Hồ Chí Minh thôi. Nói di sản là rộng hơn rất nhiều, nói cả cuộc đời, cả con người, cả sự nghiệp, mà đặc biệt là hoạt động thực tiễn. Bác là con người hành động, Bác là con người của thực tiễn của đời sống. Bác chủ trương nói ít làm nhiều là thế đấy. Thậm chí Bác còn đạt đến một trình độ minh triết như thế này này, nhiều khi không cần nói, chỉ cần làm thôi, để tự việc làm nó toát lên tư tưởng. Đấy. Chuyện ở Bác đấy, người ta gọi là nhà triết học vô ngôn, tức là không có lời, bằng cử chỉ hành động đó. Người ta gọi Bác là người, một vị nguyên thủ quốc gia 24 năm liền, lãnh tụ ở tầm thế giới mà rất nhiều lần đưa ra thông điệp không lời. Dù Bác cũng có thông điệp bằng văn, bằng chính văn, chỉ riêng nước Mỹ thôi. Từ đầu cách mạng tháng 8 cho đến ngày 25 tháng 8 năm 69, ngày làm việc cuối cùng của Bác, Bác của chúng ta 14 lần gửi thư và điện cho Tổng thống các đời của Mỹ để tìm kiếm một khả năng hòa bình không đổ máu. Mà phía Mỹ im hơi lặng tiếng, không có trả lời. Trách nhiệm lịch sử đó thuộc về Mỹ. Cái Tổng Bí thư của chúng ta sang thăm Mỹ thời kỳ Obama đấy, ông đã công bố cái tư liệu này. Trên Bác là triết học vô ngôn và thông điệp không lời. Và riêng chỗ này đấy, ta có cơ hội để khai thác phong cách đặc sắc của Bác. Nó ẩn kín trong đó cả tư tưởng lẫn đạo đức. Tôi chỉ lấy một ví dụ thôi, rất là quen thuộc đời thường với chúng ta. Có quân đội nào, có cán bộ chiến sĩ quân đội nào hạnh phúc như chúng ta đâu. Mang danh hiệu bộ đội Cụ Hồ, lại có người anh cả huyền thoại là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có quân đội nào mà mới có một tuổi đã làm nên cách mạng tháng 8. Thành lập cuối năm 44, mà tháng 9 năm 45 đã giành được chính quyền. Có 34 chiến sĩ, lựu đạn, dao găm, súng trường đơn sơ như vậy mà làm nên lịch sử. Vì lời Bác dặn, người trước súng sau, chính trị trọng hơn quân sự. Có dân thì sẽ có tất, mất dân thì sẽ mất hết. Cho nên mỗi một cán bộ chiến sĩ quân đội cũng như công an đấy là một cán bộ tuyên truyền trong dân. Đấy, chính trị trọng hơn quân sự là với nghĩa đó đấy. Chính trị là linh hồn, chuyên môn là thể xác thôi. Đấy. Và cũng có quân đội nào mà có 10 tuổi đầu thơ ấu đã làm nên Điện Biên lịch sử chói lọi địa cầu này. 44-54 Điện Biên Phủ. Rồi 30 tuổi quân đội cách mạng Việt Nam đã có thể làm nên kỳ tích
cách mạng giải phóng dân tộc rồi cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ dân, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, quân với dân như cá với nước. Lời Bác dặn quân đội là làm sông sao cho khi sắp đến thì dân mong, khi ở thì dân thương, mà khi đi thì dân nhớ. Đấy là bí quyết để đại đoàn kết đấy. Tức là phải làm gương cho dân, để dân tin, dân thương, dân yêu, dân bảo vệ thì sẽ thành công. Những cái điều ấy nó thể hiện rõ trong hoạt động thực tiễn của Bác. Hay là gần đây các đồng chí có nghe nói tin là một người anh hùng phi công đại tá không chiến trên không bắn rơi 7 máy bay Mỹ đã qua đời không? Anh hùng đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy đấy các đồng chí, ở Đồng Tháp ấy. Câu chuyện này cảm động lắm, kể lại như cổ tích vậy. Nhà nghèo đến mức chỉ học hết lớp 3 thôi đã phải nghỉ để đi chăn bò. Thế rồi 18 tuổi, năm 54 tập kết ra Bắc, trình độ có lớp 3 thôi, mà phải đi học đào tạo phi công lái máy bay. Trong khi trình độ tối thiểu phải là lớp phổ thông trung học lớp 12, bây trước đây gọi là lớp 10. Nguyễn Văn Bảy, Bảy là bởi vì con thứ 7 mà, người Việt Nam gọi theo số, nó thành tên chính. Anh là Nguyễn Văn Hoan cơ mà, đấy, vừa mới mất đấy, không? Vừa về Bác Hồ đấy, đại tá huyền thoại đấy. Bắn rơi 7 máy bay Mỹ, được xếp vào một trong 16 phi công đẳng cấp của Việt Nam, lấy cái tiêu chí từ đại chiến thế giới lần thứ 2, cứ bắn rơi 5 máy bay Mỹ, 5 máy bay xâm lược đối phương là coi như đẳng cấp rồi, mà 7 máy bay. Thế mà lớp 3 mà phải đi học Liên Xô, chưa kể cái rào cản tiếng Nga vật vã như thế nào, bây giờ toán học học thế nào, lý học học thế nào, hóa học thế nào. Đi học trường bổ túc văn hóa Lạng Sơn cấp tốc có một tuần lễ thôi. Huyền thoại là thế các đồng chí, mỗi lớp một ngày, mỗi một ngày một lớp các đồng chí, bỏ hết tất cả các môn chỉ học lượng giác và đại số thôi, để phục vụ cho cái việc cần gì học nấy mà, để nhớ được quy luật này, tính toán trên bầu trời máy bay của Mỹ này. Thế mà phi công Nguyễn Văn Bảy của chúng ta, những lúc nản lòng cực nhọc về tiếng Nga và về kỹ thuật đã định bỏ, thì lại nhớ đến lời Bác. Bác tiễn đi Liên Xô học trong cái đoàn 34 chiến sĩ được lựa chọn đó đấy, trong đó có Nguyễn Văn Bảy. Bác dặn là chú phải chịu khó học, phải trở thành phi công lái thật giỏi để còn lái Bác về miền Nam thăm đồng bào khi đất nhà, nước nhà thống nhất. Cái động lực tinh thần lớn như vậy. Và đến khi bắn được 7 máy bay Mỹ, Bác nghe tin, Bác chỉ thị không cho bay nữa để bảo toàn lực lượng các đồng chí. Câu chuyện này được kể ra trong cái đợt mà đoàn cán bộ điện ảnh của chúng ta đi làm phim về 50 năm thực hiện di chúc của Bác, đến tận quê hương anh hùng Nguyễn Văn Bảy để khai thác tư liệu, nghe ông kể chuyện như cổ tích vậy. Và đặc biệt ông nói thế này nhé, tao còn sống được là nhờ Bác Hồ đấy. Thế mà rồi khi Bác mất đấy, Nguyễn Văn Bảy là một trong thành viên trong cái phi đội máy bay phản lực bay trên bầu trời qua quảng trường Ba Đình để vĩnh biệt Bác. Ông kể là vừa bay vừa khóc. Thì chúng ta hiểu rằng là tình cảm sâu sắc của Bác với cán bộ chiến sĩ quân dân như thế nào. Và đấy chính là sức mạnh nền tảng để cái đoàn kết, đại đoàn kết, rồi từ đó có sức mạnh để xây dựng chính đảng cách mạng trong sạch vững mạnh. Nó bắt nguồn từ tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ra sao. Đấy là hai cái tiền đề rất quan trọng trong nghiên cứu về Bác, nhất là cái chủ đề này. Tôi nhắc lại, đó là tư tưởng đạo đức phong cách là một chỉnh thể. Hai là phải gắn tư tưởng với hoạt động thực tiễn của Bác, đặt tư tưởng trong di sản Hồ Chí Minh. Tư tưởng là cốt lõi của di sản, mà di sản là cả cuộc đời sự nghiệp Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng lý luận. Đấy. Nếu nói về sự nghiệp Hồ Chí Minh ấy, mà lại nhất là vấn đề đoàn kết, vấn đề đảng trong sạch vững mạnh, thì các đồng chí đời Bác có rất nhiều bước ngoặt nhé. Rất nhiều bước ngoặt. Bước ngoặt 10 năm, bước ngoặt 20 năm và bước ngoặt 30 năm đều gắn với số phận của dân tộc, sự trưởng thành sinh thành của đảng ta cả. Bước ngoặt 10 năm ta có thể tính từ ngày Bác rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước 1911, lúc đó có 21 tuổi. Để đến 1920-21 đấy, Bác đã tìm thấy chân lý cách mạng, chủ nghĩa Mác Lênin, thành người cộng sản,
và lại đồng sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Bước ngoặt 10 năm tiếp theo của đời Bác là từ lúc sáng lập Đảng Cộng sản Pháp 1920 đến 1930 sáng lập Đảng ta. Và nhân đây tôi nói để các đồng chí biết này, tên gọi Đảng ta là Đảng Cộng sản Việt Nam là Bác đặt ngay từ đầu. Ngay từ năm 30, Bác là tác giả của cương lĩnh chính cương sách lược vắn tắt, điều lệ Đảng vắn tắt và thư kêu gọi quốc dân đồng bào nhân sự kiện Đảng ra đời. Bác nói là Đảng Cộng sản Việt Nam đấy chứ. Còn sau đại hội 1 năm 35 đấy, 1935 đấy, quốc tế cộng sản lúc bây giờ Lenin mất rồi, thì quốc tế cộng sản, nhất là vai trò Stalin đấy, đã yêu cầu Đảng ta phải viết lại cương lĩnh, không công nhận cương lĩnh Nguyên Ái Quốc, và yêu cầu phải đổi tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương. Đến đại hội 2 năm 1951, Bác lại một lần nữa đề nghị trở lại tên Đảng Cộng sản Việt Nam và tách Đảng Cộng sản Đông Dương thành 3 đảng độc lập, phụ trách mỗi nước một đảng cách mạng. Và Đảng ta lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, nhưng bản chất vẫn là Đảng Cộng sản. Nó chỉ phù hợp với hoàn cảnh kháng chiến kiến quốc thôi. Cho nên sau này, đại hội 4 của Đảng trở lại đúng tên gọi Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mà cả nước làm một nhiệm vụ cách mạng, thì đấy chính là trở về đúng với cội nguồn Hồ Chí Minh, chứ không có gì khác đâu. Tôi nói điều này bởi vì nó liên quan đến câu chuyện ta đang phải đối mặt với tất cả những sự xuyên tạc rất thô bạo về lịch sử. Và chúng ta phải có trách nhiệm đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái xung quanh vấn đề Bác, vấn đề Đảng của chúng ta. Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng Bác đặt tên ngay từ năm 1930. Và Bác dùng rất nhiều khái niệm khác nhau để gọi về Đảng. Đảng chân chính cách mạng này, Đảng cách mạng này, Đảng hành động này, Đảng to lớn, tiến bộ, mau mắn, chắc chắn này, khi mà biết dũng cảm sửa chữa sai lầm này. Rồi gì nữa, Bác còn nói Đảng ta là một đảng chiến đấu. Đã ra trận một người, muôn người như một người. Đấy. Thì rõ ràng là chúng ta lưu ý cái sự kiện ấy để nói về cái sự thống nhất tư tưởng ở Hồ Chí Minh gắn với đạo đức và phong cách. Thế đấy là đại đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc.